Cái món cá rô này rất là ngon nha cả nhà. Mình ăn vô cái thịt của nó không có béo quá. Khi mà mình nướng lên thì nó sẽ béo nha. Còn cái loại này thì khi mà mình không có nướng, cái thịt của nó khi mà mình kho nè, thì cái thịt của nó sẽ săn lại và ăn nó dai dai ngon lắm cả nhà. Hi, hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì xin sẽ giới thiệu cho cả nhà thêm một cái món ăn. Nói chung là cũng bình dân, với lại món này ai cũng đã biết rồi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Sinh câu vài con cá rô ngay tại đây nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Mới sáng sớm rồi đó nha. Đây là mới sáng sớm. Thì mình sẽ cùng cả nhà đi bắt một ít mồi, có nghe bắt một ít bọ để mà mình câu cái loại cá rô này lên. Đây nói chung là mình cũng đã câu rất là nhiều loại này, cá này cho cả nhà xem rồi. Nói chung là trong lúc mà mình câu cá đó thì chắc chắn sẽ có nhiều loại cá khác hơn đó, nhưng mà mình thì hôm nay muốn mời cả nhà cùng với mình thưởng thức một cái món cá rô kho tổ cả nhà, để mà mình ăn một bữa cơm đạm bạc cho nó ngon lành ha. Bây giờ mời cả nhà nha, giờ mình đi bắt bọ thôi. Quá trời sóng cả nhà ơi, mình đi cái một hồi nó cái sóng đánh ướt hết trơn luôn cả nhà. Bây giờ mình cho cả nhà xem một ít bọ của mình nha. Đây là cái mồi rất là nhạy và bén, thì cá rô nó mới ăn nhiều. Không phải cá rô không mà là các loại cá khác ăn là bọ luôn cả nhà. Đó, thì cả nhà xem nha. Đây là cả nhà, đây là thành quả mà mình mới bắt được đây. Đó, như đây á, câu rất là nhiều cá nha. Đây là mồi bọ nè cả nhà. Ở đảo mình đó thì nói chung là chỉ có những người dân địa phương họ sẽ biết được là cái mồi này ăn rất là nhạy nha mọi người. Nó nhà thấy không, rất là nhạy nha. Giờ mình sẽ câu liền mọi người ơi. Giờ này cá ăn dữ lắm. Mời cả nhà uống cà phê sáng với mình nha. Đây là cà phê sữa hàng ngày mình cũng hay uống nè cả nhà. Có nghĩa là mình cũng không uống nhiều, có bữa uống có bữa không vậy đó. Hôm nay thì trời đẹp, mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình đi cà phê sữa này nha. Mời cả nhà nha. Quá đã. Thank you.
cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị xong mọi thứ hết trơn rồi. Mình có chuẩn bị một cái ống câu để mà mình câu cá nghe cả nhà. Buổi sáng này ở đảo mình nó rất là nhiều cá, mình câu buổi sáng thì thường thường cá rất là nhiều và nhiều loại nữa. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu câu cá nha, để mình làm một cái món lẩu cá cũng được đó cả nhà. Rồi mình làm kho quẹt, kho keo ngon lắm. Mình có chuẩn bị một cái thau nước mặn để mà mình bỏ cá vô đây cho cá nó sống, cho nó tươi tươi nha cả nhà. Hy vọng là hôm nay mình câu thật là nhiều cá để cho cả nhà cùng xem và cùng thưởng thức cái món ăn mới của mình nha. Chúng ta bắt đầu vào câu thôi. Cả nhà ơi, mình đã câu một ít cá rô nè. Đây là cái loại cá rô ở gần nhà mình rất là nhiều. Ở chỗ khác cũng có nữa, mình đi xung quanh hòn thì câu rất là nhiều cả nhà. Hôm nay thì mình câu thật là nhiều cá rô này để mình kho. Để mình kho cho mọi người cùng thưởng thức và biết được cái mùi vị của cái loại cá rô này nha cả nhà, rất là ngon. Nó cũng không có thua kém gì cá rô đồng của mình đâu mọi người. Cả nhà thấy không? Bây giờ mình bắt đầu câu cá rô tiếp nha mọi người. Câu tôm này nè ăn quá nhiều. Mồi bên của nó nè. Tôm kia ăn ít không? Tôm kia ăn yếu xìu quá. Trời ơi, cái mồi này là mồi chuẩn của nó. Đây mồi ruột nè. Mồi ruột á. Cá này chút nữa mình sẽ chiên. Chiên không? Mình kho keo đi cả nhà. Mình kho keo hay là kho quẹt ha. Loại này kho quẹt ăn ngon nha. Cua nè, kho quẹt rất là ngon. Ba mình cũng thấy câu nhiều quá, ra câu vui vui cả nhà. Nói chung là thời đó ba mình câu cũng nhiều lắm cả nhà. Mình dí mua một con cá sơn nữa cả nhà. Đây là cá sơn, loại này ăn thịt rất là ngon nha. Nướng lên như thịt gà vậy đó cả nhà. Nhưng mà nó dính một cái là gỡ hơi lâu á. Mình đã câu dính một con cá rất là bự nha cả nhà. Đây là cá cỡ này là bự lắm rồi cả nhà. Cá này là cá mó nha.
thường thường ở đảo mình hay gọi là cá trơn. Đây, cá trơn lắm nha mọi người, rất là trơn. Cá này kho keo dưới cùng với kho keo với bảy cá rô này nè, rất là ngon. Đây, cá rô bự nè cả nhà, cá rô bự ghê. Nhảy quá vậy, chà. Cái này mà kho keo kho quẹt nha, hết sảy. Để em lấy cái này lên, con này trơn lắm cả nhà, rất là trơn nha. Cầm cái cứng nè cả nhà, cặp bấm nè, nó không nhảy được nè, thấy không, cầm chắc lên nha, đó nó sẽ không nhảy được. Bỏ vô đây nè, đầu nó quậy nè, thấy không, mình câu hồi nãy giờ rất là nhiều cá. Đây là cái con cá sơn đâm rất là nhức nha mọi người, nó ăn, nó mà ăn dính lưỡi cái là nó ăn tuốt cho họng luôn, có khi phải bỏ lưỡi nữa. Chút nữa mình sẽ là một cái món cá rô kho, kho tộ kho keo gì đó, để cùng với cả nhà thưởng thức một cái món cá rô biển thật là ngon nha. Quá trời béo, cá này không béo nhiêu đâu cả nhà, cá này không béo nhiêu đâu, kho lên ăn thịt rất là chắc chắc, ngon lắm. Rồi câu tiếp ha, để mình cho cả nhà xem cái xe trái cây ở xe rau quả cho cả nhà, cũng có xe trái cây luôn nha. Đây là cái xe bán tập quá rau củ quả cho đảo mình đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, nãy mà để dưới được rồi. Dính dính một con cá dập nha mọi người, đây là cá dập ở đảo mình nha. Trời ơi, bò xích quá, rối luôn rồi. Nó ăn quá cả nhà, nó ăn nó quậy quá. Đây, đây là cá dập nha cả nhà. Đây là cá dập. Nãy giờ mình câu cũng gần hơn ký mấy đó. Nhà thấy không? Quá trời cá luôn, cá rất là nhiều nha mọi người. Đây là con cá dập đây. Cái này còn loại to hơn nữa nha. Loại này mình nghĩ kho keo chắc cũng không ngon được nhiều bằng loại cá rô này. Cá rô này kho sẽ ngon hơn nè cả nhà. Mình câu một chút nữa rồi cái mình sẽ để lại một ít mình kho, còn một ít đó thì mình sẽ cho mấy bà cô bên vợ mình á, tại vì họ cũng hay cho vợ chồng mình nhiều đồ ăn, với lại cá nè, với lại những cái món mà mình quay á, mà loại cá rô bự hay là cá nhồng cá bớp gì đó là mấy bà cô mình cho nhiều lắm đó, tại vì mấy ông vợ mình hay đi biển á cả nhà, đi biển xa á. Nên mình sẽ để một ít lại cho mấy bà cô của mình ha. Bỏ vô cá dầm. Nhảy quá, đừng nhảy nữa. Rối câu luôn rồi cả nhà ơi, tiếc quá. À, cả nhà ơi, mình vừa mới câu thêm một ít cá nữa, với lại mình đã hoàn thành xong cái món cá này rồi, như là mình đã vệ sinh với lại làm sạch sẽ cá. Bây giờ bắt đầu mình đem vô để mà mình chế biến cái món cá rô này nha, để coi thử hôm nay mình sẽ làm cái món gì cho cả nhà xem. Trời hôm nay hơi sóng, nó hơi ồn á, nên cả nhà thông cảm mình nha. Bây giờ mời cả nhà vô bắt đầu mình chế biến cái món cá rô này nha. Đi thôi cả nhà. Thank you.
mình làm hai món cả nhà. Đây là cái món kho keo, mình sẽ để cho nó đặt lại, rồi mình đem ra mình thưởng thức cái món cá kho keo này nha. Còn đây là cái món canh, canh chua. Ở biển thì sẽ có những cái loại cá này, nhưng còn rất là nhiều loại cá nữa cả nhà, rất là nhiều lắm, nhiều lắm để kể hết được. Thì ai mà theo dõi mọi người mà theo dõi kênh của Sinh thì sẽ biết được là kênh của mình quay rất là nhiều loại cá ở đảo này, nhiều cá lắm ở nhà, mình không thể nào kể hết được. Đó, thấy chưa cả nhà, thấy không, đây là cái món canh chua. Đây đã làm xong tất cả mọi thứ, giờ thêm bỏ thêm cái cà chua vô nữa này, bỏ vô đây. Còn cái này thì là món cá rất là thơm, thơm ngon nha. Cả nhà nào thích ăn ớt thì bỏ ớt nhiều vào để mà mình ăn với cơm ha, rất là ngon nha cả nhà. Giờ bắt đầu mình bỏ cá từ từ vô mọi người, để cá vô đi, để từ từ con vô. Còn dưới đây thì mình để lại mình ăn ha. Dưới đây thì mình sẽ để lại cho những ngày khác mình ăn, mình bỏ vô tủ lạnh. Cái nhà thấy không, đây là cái con cá mà mình nói cái nhà nó đèn cái trơn cái mó hết á. Cho thấy cả nhà thấy không, bỏ vô cái nó săn lại này không, cá này cái da nó dai lắm nha, da nó dai săn lại ngon lắm, quá ngon luôn cả nhà. Ok, mình sẽ chờ trong vòng vài phút nữa rồi mình sẽ thưởng thức cái món cá này nha. Sẽ mình thưởng thức hai cái món này. Ok, bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với Sinh một cái bữa ăn cơm đơn giản và bình dân lại mát mẻ ở cái hòn đảo của mình nha. Cả nhà thấy không? Không để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu thưởng thức cái món cá rô kho keo này nha. Cái này gọi là cá rô kho tổ. Mình không có cái nồi đất nên cả nhà thông cảm, mình làm cái món này trong cái nồi này cả nhà. Tổ chức đỡ nha, xem đỡ. Thôi giờ mời cả nhà nha. À,
À, bây giờ mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với xin cái món cá rô kho tộ này nha, với lại cái món canh chua cá rô luôn đó. Bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức thôi, đói bụng quá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Cái món cá rô này rất là ngon nha cả nhà. Mình ăn vô cái thịt của nó không có béo quá. Khi mà mình nướng lên thì nó sẽ béo nha. Còn cái loại này thì khi mà mình không có nướng, cái thịt của nó khi mà mình kho nè, thì cái thịt của nó sẽ săn lại và ăn nó dai dai ngon lắm cả nhà. Nó hơi bở ra rồi cái nhà ơi, nhưng mà thịt của nó vẫn còn ngon nha, thịt của nó ngọt, ăn vô ngon lắm cái nhà. Có nước mắm này đã nè, lên chế ớt rồi, mình phải ăn ớt xanh, ăn ớt xanh đã, ngon cay cay the the. Xúc miếng cơm trắng vô còn gì bằng nữa, cộng thêm cái món này nữa. Cái loại cá rô này ngon ghê cả nhà ơi, ngon quá. Thay thay cây cây ăn đã rồi đó. Lấy miếng cơm thôi. Ngon quá. Hấp miếng nước canh chua. Trời, cái nước cá trong cái con cá nó ra đó. Nó ra cái canh nó ngon hơn nữa. Trời ơi, đã rồi cả nhà, sướng quá. Ngon lắm cả nhà ơi. Canh rất là ngon nha, canh chua cá này rất là ngon. Đây. Cá này cả nhà biết tại sao mà không mình không có lấy dãy ra không? Tại vì cá này mình lấy dãy ra thì nó bể lắm cả nhà, đó thấy không? Mình chiên hay nướng hay là mình kho gì á thì mình cũng để vậy nha. Tại vì cá này mà mình lấy dãy ra thì nó mau bể cá lắm, bể hơn cái loại cá rô rẻ nè. Cá rô này kho thì nó còn săn lại chứ, còn cá này nhiều khi mình kho nó còn bể luôn. Để mình ăn thử cái thịt của nó coi sao ha. Mình thấy thịt nó chắc đó cả nhà, chắc và dai đó. Ngon, nó dai, ngon. Ở nhà có làm cái loại cá sơn đỏ này nè, là đừng bao giờ lấy da ra nha. Cả nhà lấy da hay lấy vảy ra thì nó sẽ bể cá hết. Mình sẽ để nguyên con vậy để mà mình làm. Khi mà mình bỏ cá vô thì cái vảy của nó sẽ bảo vệ cái lớp thịt nó ngon hơn, và nó làm cho thịt cá của nó sẽ chắc và săn hơn nha cả nhà.
chứ đừng có bao giờ mình làm cái loại cá này để mà lấy dãy ra trước nha. Nhiều người không biết á, cứ lấy dãy nó ra rồi cái đầu cái làm giống như cái mấy cái khác, mấy con cá khác vậy đó, rất là dở cá đó. Vậy như cả nhà. À, cả nhà ơi, mình đã thưởng thức xong một cái món bưởi cơm chua rất là ngon, với lại cái mùi của con cá rô á, nó rất là nó ngon lắm cả nhà. Mình không có cái nồi đất để mà mình nấu cái món này cho cả nhà xem thôi. Cái nồi đất cá này mình ứng mà nấu cái nồi đất á rất là ngon, rất là hấp dẫn hơn nữa. Thì thôi, mình thưởng thức cũng như đây đủ rồi. Thì nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh càng ngày càng phát triển mạnh hơn, để mình có động lực để mình ra nhiều sản phẩm rất là hay và ý nghĩa hơn cho cả nhà cùng xem nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái món ăn hấp dẫn hơn nữa nha. Bye bye, cảm ơn mọi người nha.